Chiếc kính thiên văn X-quang đầu tiên của Trung Quốc đã được đưa vào hoạt động để quan sát hố đen vũ trụ, sao sung hay chớp gamma ngày thứ ba vừa qua. Nặng 2,5 tấn, kính thiên văn này đã được phóng vào quỹ đạo trái đất cách mặt đất 550 km bằng tên lửa dân 4B từ trung tâm phóng vệ tinh vũ trụ Jiuquan ở sa mạc Gobi ngày 16 tháng 6 năm 2017 mang tên nhìn thấu. Nó có thể quét kiểm tra các không gian trong vũ trụ, quan sát sao neutron, cũng như phát hiện sóng hấp dẫn. Kính thiên văn này cũng đã đóng góp một vai trò quan trọng trong việc quan sát sóng hấp dẫn được tạo ra bởi sự va chạm giữa hai sao neutron vào ngày 16 tháng 10 năm 2017.